Xin chào các bạn đang quay trở lại với kênh của xe điện motor điện.com. Video hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn ba cái mẫu tay đảo chiều dành cho xe điện 4 bánh và 3 bánh. Thường thường là dùng cho xe điện 4 bánh. Thì mỗi một cái mẫu tay đảo chiều thì thực tế nó chỉ cần tiến, lùi và số mo thôi. Cơ bản nó là hình thức thôi chứ còn về nguyên lý hoạt động là giống nhau. Ở đây mình xin giới thiệu cho các bạn ba mẫu tay đảo chiều. Từ trái qua phải là mẫu thứ 1, thứ 2 và thứ 3. Đấy, các bạn khi mua hàng thì cứ một là cho theo hình ảnh, hai là nói theo cái ấy này là được. Cái mẫu số 1 này thì nó dùng được chung cho cả cái động cơ chổi than và không chổi than. Còn riêng cái mẫu số 2 và số 3 này thì nó chỉ dùng cho xe điện có động cơ là 3 pha không chổi than thôi các bạn nhé. Nếu anh em mà sử dụng thì nên lưu ý. Cái mẫu số 1 này thì có kích thước như sau. Kích thước âm sàn thì nó là 7cm này. Còn kích thước nổi tay đảo chiều cần cao lên là 13cm. Có 3 vị trí tiến, mo và lùi. Đây, và lùi. Đấy. Cái này thì nhớ là dùng chung được cho cả động cơ chổi than và động cơ 3 pha. Còn riêng đối với cái mẫu tay số của thằng động cơ 3 pha như thế này rất là đẹp thì chỉ sử dụng cho cái động cơ 3 pha thôi, không sử dụng động cơ đảo chiều được. Cũng nó cũng có 3 vị trí. Đấy. Kích thước của nó là rộng là 17. Dài 17, rộng là 9,5 và cái cần của nó là cao 17. Cái tay số của nó là cao 17. Còn phần âm sàn là phần 8cm. Đây, cái này các bạn làm cho ô tô rất là đẹp. Đấy. Tiến này, mo này, lùi này, đây nó có ghi chữ này, D này, P này, R này. Tiếp theo đến là một cái mẫu này là mẫu thứ 3. Mẫu này thì rất là đẹp, nó có cái ốp da ở đây, nhìn như ô tô luôn. Đấy, và nó có cái lẫy gài vào đây. Mình làm xe là mình sẽ gài cái nắp nhựa này xuống. Thì kích thước lần lượt của nó là như sau. Cái chiều cao của cái tay số là 20cm, cao nhất trong số 3 loại. Thì tùy theo mẫu xe mình lựa chọn nào cho nó đẹp. Cái kích thước âm sàn là 10cm. Chiều rộng phần tay trên này là 13 và nhân 13. Còn cái phần đế này là 17 nhân với 18. Cũng có 3 lớp D, R, L, R. Đấy. Tiến, mo. Đây. 1 này. 2 này. 3 này. Các bạn mua hàng thì xin liên hệ qua số điện thoại 0983 818 955 hoặc là xem thêm tại cái website xe điện motor điện.com, tr xe điện motor điện.com. Đấy, hoặc là gõ chữ này lên YouTube thì cũng đều tìm ra kênh của mình. Đấy. Nếu mà thấy cái video hay thì hãy ấn đăng ký kênh.
Các bạn nhớ đăng ký kênh, bấm biểu tượng chuông để nhận được ngay cái thông báo khi mà video có mới ra. Các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Nhớ ấn thêm cái biểu tượng chuông để nhận được thông báo ngay khi có video mới ra, thì các bạn sẽ nhận được cái thông báo ngay. Còn về cách đấu lối ba cái bộ như thế này, thì các bạn khi mua hàng của bên mình sẽ tự đấu luôn cho các bạn sẵn rồi, mình không phải lo về cái chuyện cách đấu như thế nào. Đấy, giá thì lần lượt theo thằng này là rẻ nhất rồi, đến thằng này và đến thằng này. Cái này là giá là 170.000, đấy, cái này là 250.000, và cái này để tí đó mình coi lại giá, mình đang quên không nhớ giá, thì các bạn có thể comment dưới là mình sẽ trả lời sau. Đấy. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình.